Ui, con zombie gì kìa. Ôi trời, trời chết rồi. Em thấy không, em thấy con zombie không? Có con zombie nhìn lạ lắm nha. Và đầu clip là một con zombie. Đây đây, em thấy không? Ui, ui con zombie ấy à. Như của con cưng thi anh em. Đù. Ôi, trận này phải thắng em ơi, trận này phải thắng. Một con Viper đã cũng hợp đủ rồi này. Đấy thấy không? Có cưng thi anh em ạ. Ôi đùa rồi. Chúng nó chạy hết rồi. Được rồi, rồi xa thế. Trời, chào các bạn, mình là Linh đây. Đến hẹn này lên, hôm nay là ngày cuối tuần anh em ạ. Cũng là ngày cuối cùng nó mở cái zombie thủ cửa. Ôi trời ơi. Trời ơi, thầy nó mở. Ê, đổ cho mình đấy, đổ cho mình đấy. Má, trời ơi, đứng xa quá. Để xem nào, hôm nay thì anh em nào chưa phá đảo được hay là chưa được trải nghiệm thì nên trải thử đi nhé. Vì ngày cuối tuần nó rất đông ấy, chơi nó vui lắm. Mình sẽ đổi ra, hôm nay mình sẽ cầm khẩu này đi. Một cái ba rồi này. Cứ nhiều khẩu nào nhiều đạn thì anh em nên ưu tiên anh em ơi. Anh em muốn đẩy do mạnh hơn ấy, thì nên cầm thứ nhất là shotgun. Và mạnh nhất đẩy của cô là đẩy cái khủng khiếp nhất là một khẩu snip. Anh em nhìn một khẩu Diablo đây không phải tệ đâu nhá. Nó đẩy lùi do rất ghê. Ngồi bắn e, bắn e, bắn e, bắn e, bắn e. Lần này mình cầm súng nhiều đạn rồi, anh em yên tâm. Lo được, lo được, lo được. Rồi, đi lùi dần, nó có bóng ma ghê quá. Em có để ý cái đoạn đầu clip không? Đấy là con zombie mới nhá. Mình... Nó giống như kiểu là một phiên bản nó... Hoàn hảo hơn, từ cái đồ nhỏ anh em ạ. Nó nhỏ hơn, thứ nhất là nó nhỏ hơn, nó nhanh hơn. Đấy. Đây là một cái điều mình thấy rất là hay ở cái con zombie mới đấy. Bắn đe, bắn đe, bắn đe, đừng có sợ, đừng có sợ. Lùi đi, lùi bạn, lùi bạn. Đúng rồi, cứ lùi đi, cứ lùi đi, mình đứng ngay đây, mình đứng ngay đây. Mình cứ yên tâm, mình không bỏ bạn đâu. Không thể bỏ rơi đồng đội lúc này được. Xin phép bỏ rơi được không, mình hết đạn rồi. Đấy, súng máy ok nhá anh em ơi. Ủa, súng máy là một lựa chọn không tệ đâu. Thôi bỏ mẹ rồi, không nhận được đạn. Mẹ cái đạn hồi lâu vãi. Bóng ma, có bóng ma kìa. Mình lúc nào phải để ý có bóng ma. Đấy. Còn này đúng nguy hiểm rồi đấy. Chạy đây, chạy đây, mình còn đạn, mình còn đạn, mình còn đạn, cứ yên tâm. À, có bóng ma là biết chơi đấy anh em, nó bắt đi được đấy. Không để ý cái là toang ngay. Này, hết đạn rồi. Mình phải hết đạn rồi, mình đây. Em nhìn cái bọn này nó hèn không? Thế một đống thằng anh em ạ, đông vãi cả đái ra. Thôi xong. Rồi ôi bị cán chết rồi. Có đồng đội, có đồng đội, có đồng đội. Trẻ bạn ơi, cố lên. Bên này, bên này, bên này. Ô, viên bi chưa lăn à? Đây này, theo. Mình đi rất là muộn nhưng mà bây giờ bọn đồng mấy đứa đồng đội nó vẫn đang đứng đây này. Bọn đánh nó kiểu chúng nó nhát gan anh em. Nó toàn đi leo lên trước không. Đứng lại bắn thì nó vui hơn nhiều mà nó dễ thắng hơn. Thằng nào cũng nhát gan như này thì lấy đâu ra mà thắng. Phải có sự hy sinh nhiều bạn, cái map này mình nhận ra là có sự hy sinh chứ không thể là mà giữ nguyên số người mà thắng là đâu. Sự hy sinh của anh em là mình dễ ghi nhận. Ồ hay quá, rơi mẹ rồi. May cái này nó không có vực đi. Cái này gần như anh em có thể rơi đâu cũng được, nó không chết được đâu. Do vẫn chưa lên này. Đây, cửa này vẫn chưa mở này. Baby Kachima. Có súng gì không? Có súng gì không? Oh, SMG à? Ôi, quả này ngon hơn anh em. Kachima Hero vẫn là chân lái. Blizzard này. Đấy, có một đứa này, có một đứa này. Có khi mình sẽ cover thằng này cho nó chạy. Chạy đi bạn ơi. Ui, giòm kìa. Thằng này nó bắn đi hay lắm. Thôi mình nghĩ là mình là người cần chạy. Di chuyển tiếp, di chuyển tiếp. Chắc là thắng được thôi anh em. Zombie nó còn xa lắm. Đấy, cho anh em gọi là... Ô, cái bên trên này là cái gì nhỉ? Bên trên có một cái đường nữa kìa. Đến đây là gần như là nắm chắc cơ hội thắng 90%, 99,69% rồi. Map
mãi mới được một trận thắng thì lâu lắm rồi. Mình nhận ra một điều là để mà chơi nó căng thẳng nhất ấy, để cho anh em để zombie nó lùa gần mình xong mình mới chạy thì cái tỷ lệ thắng của mình thấp lắm. Cơ bản là phải có người đứng ở, phải có một tuýp người quyên sinh đứng chặn zom thì mình thắng nó mới dễ được. Của một nhóm này được, zom vẫn chia lên này. Ê, mình nhìn thấy do bên này thì phải. Được ta. Đây là cái đoạn đầu này nghe. Đây. Cái đoạn đường này là cái đoạn đường mà mình đi lên ấy. Đấy, thấy không? Nhớ nhớ. Còn đây là cái chỗ mà hồi sinh này. Thôi được rồi, chỉ di chuyển thôi. Cái tháng này mong là cái đất đầu cuối nó đông đông một tí các bạn. Chứ nó quay 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 chứ không thể nó hơi nhạt nhẽo quá. Ôi, đến cái phần cuối rồi, phần cuối của map rồi nè. Úi dồi ôi, đây trời ơi, đây rồi anh em ơi, một súng hổ đây này. Thôi mình lên rồi, mình lên đây chắc là thắng rồi. À, mấy thằng kia nó vẫn đang đứng chặn kìa. Này, chơi game để win à. Phi này, chúng một phát bay xa cực. Chơi game để win rồi. Nói chung là hành trình win thì nó cũng dễ thôi. Đồng đội biết chơi cái đấy, mình có một rồi kiểu 3-4 người biết chơi cái này thì nó dễ lắm. Nó không khó như mình tưởng. À, zombie đến rồi kìa, zombie đến rồi kìa. Ồ, bạn này được quyên sinh luôn mà. Trời, được quá. Chúng ta bắt đầu đứng chặn ở dưới rồi. Thế là thắng thôi. Mình nói chung mình cứ lên đến đích này này. Xong rồi là đợi một thời khoảng tầm 1-2 phút rồi đấy. Thì mấy đứa bên dưới nó cũng quyên. Nó chỉ câu giờ thôi. Đấy, đến như này là tầm khoảng là 30 giây nữa là mình win rồi. Đồng đội hy có nói chung cơ bản là hy sinh không vô ích. Bây giờ mình sẽ đi xuống nhé, mình sẽ đi xuống đánh nhau ăn phụ chúng nó. Piu, đây 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 đây. Ui, nó vẫn đang đi hành con zombie kìa. Phi trúng phát đấy. Ui, một phi chết luôn kìa. Vãi. Ui, phi nó còn xuyên đôi kìa nhá. Thấy không? Ui, phi thốn nhờ. Này, bay như em thì nó bay xa. Thắng rồi đấy.